dụ độ sai là mình đấu nhầm hai cái dây này là A nhầm vào B, B nhầm vào A, ta sẽ thấy nó đậu lại. Rồi bây giờ chúng ta thấy là nó đã chớp rồi, đã chớp đều hai cái đèn rồi. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ xem này, chúng ta xem thấy là nó đã phản hồi về rồi này, đèn 180 đã có tín hiệu nhận về rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử là bây giờ là chúng ta sẽ xem bên này là ok, nó nhận nè, nó vẫn nhận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ thử viết một cái chương trình nào đó đổ vào thanh ghi K0 ở bên Co-Silver và con master nó sẽ đọc về, tức là thanh ghi K0 á. Thì mình sẽ viết nha, mình viết thêm là LDM8000 ha, mình mua K2X0 vào K2X0 vào D0 ha, và mình thử viết vào. Thì cái lệnh này sẽ là mu tất cả các biến x vào D0 ở bên đó, ở bên kia ha, và nó bên kia sẽ nó đọc lên là giá trị là D0. Rồi bây giờ bên slaver, bên master thì chúng ta sẽ viết cái lệnh là lấy cái dữ liệu ra. Thì cái dữ liệu sẽ được ghi vào ở 4 bit thấp này là D184 này, sẽ là lấy được dữ liệu ra từ cái thanh ghi D0 bên kia ra. Thì chúng ta sẽ viết vào là LM8000 là mu K2 K mu D184 vào K2 ghi sau bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử là cắm bên này qua. Là x bên này sẽ được tính vào bên kia ha. Vậy thì chúng ta sẽ mua x4 vào luôn, cả hai x4 vào luôn, và bên kia sẽ nhận ha. Chúng ta sẽ thử hết luôn cái x, mua thêm ha, mua k D183 này, D183 vào k hai I10, và ở bên này á chúng ta sẽ viết vào chúng ta sẽ thử vào con slaver thì chúng ta sẽ mua K2X ha. Ở chỗ này mua K4 luôn, không ở được không luôn ha, đã đủ 16 bit luôn. Rồi cái này là ta sẽ mua K2X4 vào đây luôn ha, và chỗ này chúng ta sẽ là bấm này lên ha, này lên và kết thành này lên, thì lúc đó nó mới bắt đầu cho đọc dữ liệu ha. Đó, nó đọc dữ liệu này. Và chúng ta hãy xem cái y bên này khi mà thằng đồng x bên này. Đó, nó quét hết luôn cả thanh ghi x. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn, bây giờ là chúng ta đã đọc dữ liệu lên rồi đúng không, và bây giờ chúng ta muốn ghi xuống thì sao, ghi xuống thì làm thế nào? Đó, thì khi bạn muốn ghi xuống đó, thì chúng ta sẽ phải làm tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi lại là cái giá trị này chúng ta sẽ ghi xuống. Thì ghi xuống thì chúng ta sẽ sửa lại ở phần master, chúng ta có thể chèn vào đây là thanh ghi xuống ha, chúng ta sẽ kích M1 đây ha, kích M1 sẽ cho ghi dữ liệu xuống là bằng lệnh H6 là ghi
ghi một thanh ghi á, ghi thanh ghi đơn á, khắc xấu giá trị thanh ghi này. Chúng ta có thể ghi vào thanh ghi D1 ha. D1 sẽ là khắc 1 ở đây, và nội dung của thanh ghi là sẽ một thanh ghi đó. Và cái biết kiểm tra chẵn lẻ thì nó cũng giống vậy, và chúng ta sẽ làm cái lệnh ghi xuống ha, bằng là chẳng em nói là LM8000 mu liên tục vào mu K2 mu giá trị vào làm mu K4 y0. Cái này là mu cái giá trị ở những con y0 ở trên của master này, mu xuống ha, mu vào d, ví dụ như mu vào d10 ở đây đi, d10 ở con master đi, và lấy cái d10 này nè, sẽ mu vào cái nội dung, vào nội dung sẽ truyền xuống con slaver, thì nội dung nó sẽ nằm vào đây ha, là d105 và d104. Thì nội dung K10 của nó mà muốn mua vào D10, mua hai thanh ghi đây thì sẽ mua sao, trong khi đó là thanh ghi D105 sẽ là chứa bit thấp và D104 sẽ chứa bit cao. Do đó là chúng ta sẽ mua bằng cách là chúng ta sẽ dùng qua một cái lệnh nữa là chúng ta sẽ tắt ra. Hoặc là như này, chúng ta không mua vào D10 mà chúng ta sẽ mua trực tiếp vào luôn là mua K2X0 vào D105 ha, và tiếp tục như vậy thì tôi mua K2X10 ha vào D104 là sẽ mua bit cao và bit thấp vào luôn, trực tiếp vào luôn, rồi nó sẽ tính ra. Và M này chúng ta sẽ không phải bấm ở đây à. Và chúng ta sẽ khi mà lệnh truyền ha, cái này là H6 truyền khi mà H6 ha, là DM M101 là chứa nội dung function đó. Bằng chứ? Bằng D101 là function code, khi bằng 6 là lệnh ghi xuống á, thì chúng ta sẽ mua xuống, sẽ mua cái giá trị này xuống. Khi ghi á, thực hiện lệnh ghi là chúng ta sẽ mua xuống. Đó. Còn khi đọc thì đọc lên. Thì nhưng mà khi nào thì ghi, khi nào thì xuống đó, thì các bạn sẽ không biết được khi nào ghi, khi nào là xuống. Vậy thì chúng ta sẽ phải biết một cái lệnh nữa là khi bạn ghi xuống thì bạn sẽ so sánh cái này LDM8000, bạn sẽ tính được, kiểm soát được cái việc ghi xuống là khi giá trị, khi mà K2X0 thì có K4X0 này, khi K4X0 không còn như cũ nữa, K4X0 tức là có sự thay đổi ở cái phần input X đó, thì sẽ là so với cái D10 đây, ví dụ D10 đây đó, khi có sự thay đổi D10 là biến trung gian đi, thì tạo ra một cái xung là BLSM100 đi. Đó, thì tạo ra một cái xung ở M100, và chính cái xung này nó sẽ là DM100 sẽ xếp cho out ra M101 đi. 101 và LDM101. Out T0K trong vòng 3 giây đi, thì LDT0 được tự reset,
Không, thì nó sẽ tạo cái xung này, và chính cái xung này sẽ mu M100 này sẽ mu vào ha, sẽ mu D K4 x0 vào D 10. Đó, thì khi mà có sự thay đổi thì nó sẽ tạo ra mũi xung, và chính cái xung này sẽ kích cho cái lệnh ghi này nó cho ghi xuống, còn bình thường nó sẽ không ghi ha. Và chính cái ghi cái M101 này sẽ là cái M100 này luôn. M100 này sẽ bắt đầu ghi, và cái M101 nó sẽ ngắt cái lệnh lệnh đọc ra. Chúng ta sẽ nó sẽ không cho đọc nữa, và nó đợi phải ghi đã. Y M101 à, chỗ này sẽ không cho ghi nữa. Đó. Và chúng ta sẽ viết xuống. Cái này nó hơi rắc rối bởi vì nó là truyền thông nối tiếp thì nó phải đợi nó đọc về, mà khi mình muốn ghi xuống thì phải không ngưng đọc lại để cho nó ghi xuống. Đó là cái sự hơi rắc rối đối với cái kiểu này, nên là chúng ta phải chịu thôi ha. Cái này thì chúng ta có thể đổi nó là biến M8012 đi ha, là M8013 gì đó đi. M8013 đi. Chúng ta sẽ cho tiếp điểm xung đi ha. Cứ 1 giây nó sẽ tự gọi lại. Nếu mà không có vấn đề gì thì nó sẽ tự đọc lại giá trị. Thì truyền như thế này thì tốc độ nó chắc chắn nó sẽ chậm rồi. Nó không thể nào nhanh được bởi vì nó không có thể cùng lúc mà đang xen nhau và vừa ghi vừa đọc được, nên là luôn luôn nó ưu tiên đọc. Sau đó có sự thay đổi nó sẽ ghi xuống, còn không có thì nó sẽ đọc tiếp tục nó đọc. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây à, và chúng ta sẽ thử nha, thử bên này. Trời, cái này nó đang có vấn đề gì đây? Nó không đọc qua bên kia. À, bên kia là tức là mình đưa xuống rồi, nhưng mà bên này thì nó nhận về bình thường, nhưng mà bên này đang ghi xuống này, đang chưa viết bên con master, bên con slaver. Thì chúng ta khi mà gắn vô xem nó có ghi ra thì nó khác xấu không. Có, tức là nó có, nhưng mà bên kia mình chưa ghi cái đáp ứng của nó ở bên code sliver. Và chỗ này này, cái thời gian nó quá ngắn, nó không có dành cho ghi kịp, nên là chúng ta sẽ đợi dài dài ra một chiếu, là chúng ta có thể để cho nó là 10 đi ha, ghi 1 giây đi, hay là chúng ta có thể để là 800 đi, 800 mili giây đi ha. Rồi, tức là bên này cũng là ổn rồi. Rồi bờ bên kia thì chúng ta sẽ sửa lại cái bên sliver, thì chúng ta sẽ viết thêm cái dòng là mu mu ha d một vào k 4 y không, và chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem bên này có mu đúng không. Giá trị là M100 này, mua H6 này, vào H1 là D1 ha, D1 bên này, K1 là D1 bên này ha. Và chúng ta sẽ nạp cái này vào. Rồi, chúng ta sẽ xem ở bên này. Con con Slaver thì không có gì hết, nó giống như là con trợ thủ thôi. Đó, thì chúng ta thấy là đó. Tuy nhiên là các bạn thấy có cái đèn này chớp chớp á, thì cái này là tại sao nó chớp?
Thì cái này là lỗi do mình chưa làm sạch cái này, cái D180 này. Các bạn thấy để ý là khi mình thay đổi một giá trị nào đó thì nó bắt đầu nó nhảy ở đây, nó nhảy ở đây tương tương qua đó đó, và đôi lúc nó nhảy tương tương chập chờn thì cái này là chỉ bên này là chỉ có Y10, Y11 thì là hết thôi, nên chỗ này mình tác dụng tới X11 là nó cũng là cuối cùng mà. Còn ngoài ra nữa thì nó không tràn cái gì nhớ, nó không ghi được ha. Đó, còn cái chuyện mà nó hiện ra cái những thông số mà tôi chớp lên như thế này á thì thực ra thì cũng có cách làm để xử lý, nhưng mà đỡ mà giải quyết triệt để rồi những cái này này, khi mà nó chuyển ở chế độ từ đọc và ghi á thì nó sẽ có những cái nó chưa quét chương trình cũ hết, thì các bạn sẽ có cách để mà kiểm soát được nó thôi. Nói chung là cái chương trình này nó hạn chế như vậy. Đây là bình thường ha, còn khi mà mình chuyển qua đây thì nó hơi chớp ở bên này đó, nó hơi chớp ở bên này, khi mà mình vừa chuyển qua thì nó sẽ hơi chớp đó, nó hơi chớp khi đang chuyển đổi qua như thế này đó. Thì chúng ta sẽ lọc nó ra, thì các bạn phải viết chương trình lọc cái việc mà nó bị chớp ở bên này ha, thì sẽ ok thôi. Thì đó là cái cách mà mình vừa chỉ cho các bạn cái cơ sở mà đỡ truyền thông giữa hai con PC với nhau. Thì hy vọng rằng video này sẽ bổ ích cho các bạn, nếu như các bạn đang tìm hiểu về cách truyền thông giữa hai con PC với nhau. Thì do cái này là mình truyền không giao thức, mình truyền theo kiểu RF mà mình tự xếp cái farm truyền, nên là nó không được hỗ trợ tốt về cái vấn đề truyền nhận và nó xảy ra những cái lỗi như thế này. Thì mong các bạn thông cảm. Ok, rồi kết thúc video thì nếu các bạn chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem được những cái video hướng dẫn của mình khá bổ ích về cái BC nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.